chị ơi ra mở cổng cho em ơi. Cô đến đây à? Vâng ạ. Anh em có nhà không? Có. Dạ vâng. Chị mở cổng cho em. Em đến thăm anh chị lâu lắm rồi. Cảm ơn. Vâng, lâu lắm rồi, hôm nay mới có dịp đến thăm anh chị được. Cảm ơn cô. Vâng. Các cháu có anh có khỏe không? Khỏe. Anh có khỏe chứ? Vâng. Được. Vâng. Thế các cháu nó có hay đến chơi không? Có. Dạ vâng. Thế tốt quá thì còn gì. Thế anh chị có khỏe là em mừng lắm. Vâng, nhà em mua thuốc khỏe cho thắp hương cho cụ ạ. Vâng, nhà nước. Vâng, thưa thắp hương các cụ xong rồi là chị em mình ngồi uống nước nói chuyện lâu lắm thì bây giờ mới gặp nhau. Vâng. Lâu lắm rồi, em cứ bảo sang thăm anh chị nhưng mà chưa có điều kiện. Thế này em bắt đầu xe ôm. Em đi xe ôm thăm anh chị đấy, quý lắm. Chị em phải mấy chục năm nay rồi, năm ngoái em năm kia nhỉ? Năm kia mới đến thăm anh chị rồi. Thế từ năm ngoái năm nay đấy, bây giờ nó có dịp đấy, mùa Covid này anh chị thông cảm đi em. Thế anh em vẫn khỏe nhỉ, anh chị khỏe thế là mừng lắm rồi. Vâng, em tôi vẫn bình thường. Vâng, thế anh chị cứ khỏe, chị có giữ gìn sức khỏe em mừng rồi. Các cháu vẫn đi làm đấy. Vâng, con nhà em thì cảm ơn chị, các cháu vẫn đi làm. Vâng. Nó có bao giờ nó đưa được từ em đi đâu? Lương đậu khác. Lương của các cháu nói chung là các cháu nó làm bên kinh doanh ấy. Vâng, lương của chúng nó nói chung là ngày nào có tiền nhưng mà không được như lương công nhân. Thằng lớn thì vẫn đi vay xây. Vâng, còn tất cả cháu... mấy cháu rồi? Em được ba cháu. Còn vợ chồng con Tuyết thì nó vẫn kinh doanh về cái nghề của nó ấy, ngày xưa ấy. Ảnh biết là nó bỏ rồi. À, nhưng bây giờ là nó hai thằng học buôn bán rồi. Vâng. Cháu nhà, cháu cơ mà. Cháu nhà con của chúng nó. Con này chúng nó. Con nhà chúng nó thì con nhà thằng lớn ấy, thằng Cảnh nhà em, con nhà nó thì chạy taxi. Đã chạy taxi rồi. Vâng, cháu chạy taxi, nó có con rồi. Rồi thằng lớn nhà em nó được hai đứa, một trai một gái. Vâng, nó cũng lấy vợ lấy chồng cả rồi, thì thằng lớn chạy taxi, còn con gái cũng lấy chồng rồi, hai vợ chồng đi làm may. Vâng, còn nhà con Tuyết thì nó xây dựng được một đứa con gái rồi. Còn thằng con trai năm nay hai mấy thì nó cứ đi làm ăn, nó lấy vợ đâu. Còn bên nhà thằng Ninh ấy thì nó cũng được hai thằng con trai, thì cả nhà nó chạy xe. Vâng, nó xe tải rồi xe rồi đi buôn đi bán. Thế là có cháu và ông cụ rồi à?
Vâng, em cháu là cụ. Nhanh dễ. Thế nào, được hai ngoại này, hai ngoại này, hai nội. Vâng. Chắc ấy, hai chắc nội, hai chắc ngoại. À ba, ba chắc nội chứ. Vâng. Hai chắc ngoại. Cô năm nay bao nhiêu rồi? Em hôm nay năm ăn Tết xong là em mừng thọ 70. Vâng. Mừng thọ 70. Nhưng mà là cháu. Vâng. Vừa cái năm nào.